Sau 12 năm triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân đã nhận thức được lợi ích, vai trò của việc áp dụng sản xuất sạch hơn, đặc biệt tiêu dùng bền vững gắn với mục tiêu sản xuất. Qua hơn 10 năm triển khai chiến lược, đến nay đã có 68,5% doanh nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn, tăng 20,5%, 46,9% cơ sở sản xuất áp dụng sản xuất sạch hơn, tăng 35,9%. 12% trong số đó đã đạt mức tiết kiệm 8% trở lên trong giảm năng lượng, nguyên nhiên liệu trên một đơn vị sản phẩm. Ngoài ra đã có 21% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về hoạt động sản xuất sạch hơn. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã xây dựng, vận hành và duy trì trang web về chiến lược sản xuất sạch hơn để giải đáp các thắc mắc của người dân, doanh nghiệp, các địa phương về sản xuất sạch hơn. Đáng chú ý, hiện nay mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã phủ khắp các tỉnh thành phố trong cả nước. Sức lan tỏa của chiến lược đã tác động trực tiếp đến các cơ sở sản xuất sạch hơn trên các địa phương trong cả nước. Nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu các dự án chuyển đổi hình thức dây chuyền sản xuất để bảo đảm vệ sinh môi trường, phát triển doanh nghiệp tái chế chất thải, an toàn lao động, hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững. Tiêu biểu như các nhà máy đường đã sử dụng bã mía để đốt phát điện, nhà máy tinh bột sắn, nhà máy bia sử dụng khí biogas từ hệ thống xử lý nước thải làm nhiên liệu đốt nồi hơi, nhà máy may mặc, giày da sử dụng phế thải thay thế than đá đốt lò hơi. Bên cạnh đó, sự lan tỏa của chiến dịch còn góp phần thay đổi tư duy của người sản xuất hướng đến sản xuất sạch hơn, phát triển ổn định, bền vững, hướng đến những thị trường có tiêu chuẩn hàng hóa cao hơn và sản phẩm chất lượng hơn, tạo ra những hiệu ứng tích cực.